mới nhất hôm nay liên quan đến mưa lũ miền Trung. Theo cơ quan chức năng, các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có nhiều vùng bị cô lập, chia cắt, nước ngập sâu gây thiệt hại lớn về tài sản, phương tiện của người dân. Với lượng mưa lớn trong nhiều ngày, cộng với nước lũ tư thượng nguồn đổ về, khiến khu vực của ba tỉnh miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã bị ngập sâu và thiệt hại nặng nề. Nghệ An, mưa lũ hoành hành, hơn 1.000 hộ dân ở Nghệ An bị ngập. Chỉ sau vài ngày mưa lớn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã rơi vào tình trạng ngập lụt nặng nề. Chính quyền địa phương và người dân đang căng mình ứng phó với mưa lũ. Chiều ngày 24 tháng 9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, 3 ngày qua, nhiều địa phương ở tỉnh này đã có mưa rất lớn. Lượng mưa đo được tại huyện Quỳ Châu đến 7 giờ sáng ngày 27 tháng 9 là 384mm, tại huyện Đô Lương là 352mm. Mưa lũ đã khiến 1.178 căn nhà ở các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Thành Trương bị ngập. Trong đó, riêng huyện Quỳ Châu là 1.080 căn, 3 nhà dân bị sập, 94 căn nhà bị hư hỏng nặng do lốc và sạt lở đất. Mưa lũ đã làm 14 điểm trên các tuyến quốc lộ bị ngập sâu, giao thông bị ách tắc. Quốc lộ 48 có 3 điểm bị sạt lở, quốc lộ 16 bị sạt lở khiến giao thông bị chế cắt. Tại huyện miền núi Quỳ Châu, Đến chiều ngày 27 tháng 9, nước đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn đang bị ngập sâu, giao thông đang bị chia cắt. Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 9, nước lũ dâng nhanh đã khiến nhiều nhà dân ở thị trấn Tân Lạc bị ngập sâu đến mái. Hàng chục học sinh của trường trung học phổ thông Quỳ Châu đang ở trọ trong các nhà dân bị nước ngập sâu, phải trèo lên nóc nhà kêu cứu, cứu. Sau đó, số học sinh này đã được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên hỗ trợ người dân di rời tài sản, đồ đạc, gia súc đến khu vực cao hơn. Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trường, thông tin rằng mưa lớn kèm theo gió lốc đã khiến một số xã trên địa bàn bị thiệt hại, mưa làm ngập ống, chia cắt một số tuyến đường. Hiện tại, nước trên các hồ đập thủy lợi trong huyện đã đạt ở mức thiết kế, nhiều vùng thấp trũng bị ngập, các ao nuôi cá của nhiều hộ dân đã bị tràn. Ông Nhã nói, các xã đã cắm biển cảnh báo, giao và cắt cửa lực lượng canh gác không cho người và phương tiện qua lại các cầu tràn. Các hộ gia đình ở gần khe suối, thấp trũng đang được xã tích cực hỗ trợ để di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Do mưa lớn nên đoạn quốc lộ 48 bị ngập hơn nửa mét tại một số khu vực, chia cắt tuyến đường đi các huyện Quỳ Châu, Quế Phong. Trong khi đó, tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn cũng bị ngập sâu, xe cộ không thể lưu thông qua. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, từ 22 giờ 30 tối ngày 26 tháng 9, Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong đã vận hành xả hồ chứa thủy điện Bản Cốc do lưu lượng nước về hồ có xu hướng tăng với lưu lượng xả từ 11,16 m3 trên giây đến 150 m3 trên giây. Nhà máy thủy điện Chi Khê vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Chi Khê cũng đã xả nước qua đập tràn từ 20 giờ tối ngày 26 tháng 9 lưu lượng xả khoảng 500 mét khối trên dây đến 850 mét khối trên dây. Trong ngày 27 tháng 9, nhiều nhà máy thủy điện ở Nghệ An cũng đưa ra kế hoạch xả nước, trong đó có thủy điện Nhãn Hạc, Nậm Mô, Châu Thắng và Sông Quang. Tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ, diễn biến tại các điểm có nguy cơ sạt lở đất, chuẩn bị phương án và sẵn sàng di rời người, tài sản hoặc cấm đường khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và phương tiện tham gia giao thông. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu, Nghệ An cho biết, từ ngày 26 đến 27 tháng 9, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn làm thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân. Tại thị trấn Tân Lạc có 4 khối, 195 hộ dân bị ngập, xã Châu Tiên có 4 bản, 566 hộ dân bị ngập. Các xã Châu Thắng, Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Nga, Châu Phong, Châu Hội, Châu Bính đều có các khu dân cư và các hộ dân bị ngập. Toàn huyện có 1.038 hộ bị ngập, hàng nghìn con gia súc, gia cầm đang được các lực lượng cứu hộ cứu trợ đi di rời đến nơi an toàn. Quốc lộ 48A đi qua thị trấn Tân Lạc bị ngập, nhiều điểm bị sạt lở. Quốc lộ 48B có 3 điểm sạt lở, tất cả các cầu tràn trên địa bàn huyện đều bị ngập. Mưa lũ đã làm ngập 442 ha lúa, 91,3 ha mía và 4,1 ha sắn. Nhiều diện tích ao nuôi cá bị ngập, lồng cá bị cuốn trôi. Trụ sở Hạt Kiểm Lâm, Trụ sở huyện đội nước ngập khoảng 1m, trụ sở ngân hàng chính sách nước vào đến sân, trường mầm non, tiểu học, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Châu Thắng bị ngập khoảng 1m, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Châu Tiến bị ngập 1,5m, trường mầm non tà sỏi, châu hạnh nước ngập 2,5m. Trên mạng xã hội, nhiều người dân đã chia sẻ các hình ảnh, video clip về tình hình lũ lụt ở Quỳ Châu và một số người cho rằng đây là trận lũ lịch sử. Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu đã huy động tổng lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, nước lũ chảy cuồn cuộn, dâng cao tại bản Hòa Sơn và thị trấn Mường Xén, đúng vị trí trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra cuối năm 2022. Hiện, huyện đang huy động toàn bộ lực lượng chức năng để giúp dân sơ tán tài sản, ứng phó với mưa lũ. Các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Trường đều xảy ra tình trạng ngập do mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân người dân các vùng nguy hiểm phải sơ tán người và tài sản. Lực lượng chức năng, công an, quân đội, các địa phương đã được huy động để giúp người dân ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho dân, hỗ trợ các hộ dân bị cô lập. Hiện đã có khoảng hơn 10 trường học với hàng nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An được cho nghỉ học vào sáng ngày 27 tháng 9 để đảm bảo an toàn. Nước ngập tới mái trường, nhiều nơi cho học sinh nghỉ học. Tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Đến hơn 8 giờ ngày 27 tháng 9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. Các huyện có số trường nghỉ học nhiều như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Các huyện còn lại như Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, việc nghỉ học diễn ra cục bộ tại những địa bàn bị chia cắt. Tại huyện Quỳ Châu, Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ bà Nguyễn Thị Châu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, cho biết qua nắm bắt ban đầu, hai điểm trường mầm non và tiểu học ở bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, nước đã dâng lên ngập đến mái, nhiều điểm trường ở xã Châu Thắng nước đã chan vào trường khoảng 1 mét. Tại huyện Quế Phong, ông Lữ Thanh Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện cho biết, trong sáng ngày 27 tháng 9, qua nắm bắt ban đầu, các trường tại các xã Quang Phong, Cắm Muộn, Châu Kim, Nậm Giải, Hạnh Dịch đã cho học sinh nghỉ học. Ở các địa phương còn lại, việc nghỉ học có thể diễn ra cục bộ nếu điểm trường bị chia cắt, không đi lại được. Nước lũ dâng cao bất ngờ khiến nhiều phòng trọ ngập chìm trong biển nước. 40 học sinh ở Quỳ Châu, Nghệ An đã phải leo lên nóc phòng trọ tránh trú. Lực lượng chức năng đã giải cứu các em đến nơi an toàn. Chiều tối ngày 27 tháng 9, ông Đào Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã xác nhận lực lượng chức năng đã giải cứu 40 học sinh bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao ngập lụt khu phòng trọ. Theo ông Đức, vào sáng ngày 27 tháng 9, khu vực phòng trọ nơi hơn 40 học sinh của trường Trung học phổ thông Quy Châu đang thuê ở bị ngập sâu trong nước lũ. Khi nước lũ dâng cao, các học sinh đã phải treo lên nóc nhà cầu cứu lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, chúng tôi cùng giáo viên nhà trường và lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, đưa 40 em ra khỏi khu vực ngập nước và bố trí để các em nghỉ tạm trong các phòng học của nhà trường. Đến chiều tối đã đưa được tổng 100 học sinh ở khu vực ngập lụt ra nơi an toàn. Bộ phận nhà bếp của trường đã hỗ trợ nấu ăn cho các em. Hầu hết đồ dùng quần áo của các em đều bị hư hỏng. Hiện giáo viên nhà trường đang kêu gọi cộng đồng, người dân khu vực xung quanh hỗ trợ áo quần cho các em, ông Đức nói. Từ đêm 26 tháng 9, trên địa bàn thị trấn Tân Lạc và huyện Quý Châu xuất hiện mưa lớn, nước dâng cao liên tục lại vào thời điểm ban đêm, thế nên các học sinh đã không kịp trở tay, sách vở, quần áo, các vật dụng cá nhân đều bị nhấn chìm trong nước. Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 27 tháng 9, nhiều tuyến đường ở thị trấn Tân Lạc vẫn bị chia cắt và ngập sâu. Do đó, việc đi lại hỗ trợ các học sinh gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, các đơn vị thủy điện trên địa bàn đã có thông báo về việc vận hành sản nước hồ chứa thủy điện. Thanh Hóa, thôn xóm bị cô lập, một người mất tích. Đến thời điểm trưa ngày 27 tháng 9, theo thống kê ban đầu, mưa to trên địa bàn Thanh Hóa đã khiến một người mất tích, gây ngập úng cục bộ tại nhiều nơi và tắc đường tại 15 vị trí đường tràn. Ngày 27 tháng 9, tin từ Ban Chỉ huy Tìm Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, nên từ ngày 25 đến sáng ngày 27 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa to diện rộng. Trong đêm 26 và dạng sáng ngày 27 tháng 9, mưa lớn diện rộng xảy ra tại các huyện như Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh, thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa và thành phố Sâm Sơn. Cụ thể, trong đêm 26 và dạng sáng ngày 27 tháng 9, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra. Một số trạm thủy văn đo được lượng mưa lớn nhất như Như Xuân, Như Thanh, 98mm, Tĩnh Gia, thị xã Nghi Sơn, 94mm, Giang, thành phố Thanh Hóa, 56mm, Sâm Sơn, thành phố Sâm Sơn, 55mm, Xuân Khánh, Thọ Xuân, 52mm. Tại huyện Quan Hóa, mưa lớn nhiều ngày, đất bị ngấm nước đã gây nên tình trạng sạt lở tại quốc lộ 15, đoạn qua địa bàn xã Phú Xuân, làm đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường. Tại huyện Như Xuân, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bình Lương, Như Xuân cho biết, hiện trên địa bàn có một trường hợp là ông Cao Ngọc Trường, nông dân ở thôn Quang Trung, đi bắt cá vào tối ngày 26 tháng 9 trên các đoạn sông thôn Làng Mải. Đến sáng ngày 27 tháng 9, gia đình mất liên lạc với ông Trường và nghi bị nước cuốn trôi, Cấp ủy chính quyền xã Bình Lương đã tổ chức lực lượng đi dọc sông Hân để tìm kiếm người mất tích. Cùng với đó, nhiều đoạn đường trên địa bàn huyện bị chia cắt, một số thôn bị cô lập. Hiện nay, trên địa bàn có 55 ha lúa bị ngập, 0,7 ha cây các loại bị ngập. Các đường giao từ thị trấn Yên Cát đi xã Thanh Quân, đoạn qua xã Cát Vân bị sạt lở 20m vùng đất. Một số tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn các xã bị ngập gây chia cắt riêng thôn Thanh Sơn, xã Thanh Sơn do nước dâng cao đang bị cô lập. Tại huyện Hà Trung, mưa lớn đã làm khoảng 650 ha lúa bị ngập 2/3 thân tại các xã như Hà Tiến, Hà Giang, Hà Vinh, Hà Bắc đang bị ngập mặt đường vị trí km 8 500 trên 217 tại xã Hà Lĩnh từ 3 giờ ngày 27 tháng 9 với mực nước ngập sâu là 0,2 m. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã gây sạt luy dương tại hai vị trí trên tuyến đường tỉnh 520 g với khối lượng khoảng 50 m khối. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có 98,3 hectare cây trồng vụ đông bị ngập úng. Tình trạng sạt lở dọc bãi sông Mã đoạn qua thôn Nghĩa Kỳ, thôn Giang Đông, xã Vĩnh Hòa vẫn tiếp diễn. Tại huyện Thạch Thành, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại các điểm tràn thuộc tuyến đường giao thông liên huyện từ xã Thạch Tượng, Thạch Thành đi huyện Bá Thước, và tuyến đường tỉnh 522 điểm tràn tại xã Thành Long đi xã Vĩnh Hồng Vĩnh Lộc, nước ngập sâu từ 50 đến 60 cm gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại, nhất là gây nguy hiểm đối với các cháu học sinh khi đi qua khu vực này. Mưa lớn kết hợp với nước thượng nguồn Hòa Bình đổ về nhanh đã làm cho mực nước sông Bưởi qua đoạn xã Thạch Định lên nhanh, mỗi giờ lên từ 15 đến 20 cm, hiện mực nước sông Bưởi khoảng hơn 8 m, dự kiến đêm 27 tháng 9, mực nước sông Bưởi tại Kim Tân sẽ vượt báo động 1. Nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân cho hay, mưa lũ đã làm ngập 55 ha lúa mùa của bà con đông dân và gây sạt lở tuyến đường từ thị trấn Yên Cát đi xã Thanh Quân, đoạn xã Cát Vân. Các tràn trên tuyến đường liên thôn, liên xã ở các xã Thanh Lâm, Hóa Quỷ, Thanh Phong, Tân Bình, Bãi Chảnh, Thanh Quân, Cát Tân cũng bị ngập nặng. Nước chảy xiết không thể lưu thông. Dường thôn Thanh Sơn, xã Thanh Sơn đang bị cô lập do các khe nước lũ dâng cao và chảy xiết. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Như Xuân đã chỉ đạo các địa phương cấm biển cảnh báo, hạ ba di, phân công người trực tại các điểm bị ngập do nước lũ dâng cao, tổ chức di rời các hộ dân có nguy cơ bị ngập, sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người dân. Còn tại các huyện vùng cao, miền núi như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lăng Chánh, Thường Xuân, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Hà Tĩnh cứu hai người bị lũ cuốn trong đêm. Sáng ngày 27 tháng 9, Ông Đặng Viết Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho hay, tối ngày 26 tháng 9, anh Võ Văn Tuấn và anh Nguyễn Văn Trang, cùng 49 tuổi, ngụ tại xã Gia Phố, đã treo một chiếc thuyền nhỏ đi ven mép sông ngàn sâu để bắt chim. Đến 19h30, khi đến khu vực giáp danh giữa xã Hương Giang và xã Hương Thủy, cách điểm xuất phát khoảng 1km thì thuyền bị lật, hai người rơi xuống nước. Trong lúc bị lũ cuốn, hai anh đã may mắn bám được cành cây bên sông và kêu cứu người dân phát hiện đã nhanh chóng đến kéo cả hai lên bờ an toàn. Thời điểm thuyền của hai người bị lật, nước lũ đang dâng cao và chảy xiết. May mắn là hai người chưa bị nước cuốn ra giữa dòng sông ngàn sâu, ông Long nói. Cũng theo ông Long, những ngày qua mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng vào vườn nhà dân. Hiện nay nước đã rút dần, chưa ghi nhận người dân bị thiệt hại tài sản lớn. 4.317 học sinh thuộc khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của huyện Hương Khê phải nghỉ học sau khi nhiều tuyến đường và khu vực của huyện bị ngập úng do những trận mưa lớn kéo dài. Ngày 26 tháng 9, mưa lớn trong nhiều ngày khiến giao thông tại một số địa phương thuộc huyện Hương Khê Hà Tĩnh bị ngập cục bộ như Hương Đô, Hương Lâm, Hương Trạch và Lộc Yên. Để đảm bảo an toàn, 4.317 học sinh thuộc khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của huyện phải nghỉ học. Ông Phan Quốc Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê cho biết, để chủ động đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ, ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các trường tùy tình hình thực tế cho học sinh nghỉ học và xây dựng phương án học bù khi điều kiện thời tiết ổn định. Tại các trường học, cán bộ giáo viên đã chủ động di rời tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đến nơi an toàn, đồng thời thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý các em, đảm bảo an toàn về người và tài sản, báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra. Thời điểm này, một số cầu tràn qua sông ngàn sâu chảy qua địa phận Hương Trạch. Hương đô, Hương liên, Hương lâm, đường liên xã Hương Xuân, Hương Vĩnh bị ngập, không thể lưu thông. Chính quyền huyện Hương Khê đã lập giao chắn để cảnh báo người dân. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê đã có công điện về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn. Theo đó, huyện yêu cầu các địa phương chuẩn bị, triển khai phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét trên các sông suối, ngập ống và sạt lở đất, sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các sở, ngành, địa phương ở đơn vị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng thấp trũng và kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa có hai người dân gặp nạn trong lúc đi bắt chim, may mắn đã được người dân cùng cơ quan chức năng cứu sống. Cụ thể, Hồi 18 giờ 30 ngày 26 tháng 9, ông Võ Văn Tuấn và anh Nguyễn Văn Trang, sinh năm 1974, cùng chú xã Gia Phố, đã trèo thuyền đi bắt chim trên sông Ngàn Sâu đoạn giáp danh giữa xã Hương Giang và Hương Thủy, huyện Hương Khê. Trong lúc bắt chim, thuyền không may bị lật khiến cả hai cùng chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân xã Hương Thủy nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm cứu hộ. Khoảng 20 phút sau, hai người được đưa lên bờ, đảm bảo an toàn. Trước đó, vào sáng ngày 26 tháng 9, một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu thuộc các xã Hương Trạch, Hương Đô, huyện Hương Khê và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê, tổng lượng mưa đo được tại trạm khí tượng thị trấn Hương Khê từ 23 giờ ngày 24 tháng 9 đến 6 giờ ngày 26 tháng 9 là 215,7mm. Mực nước đo được tại trạm Thủy Văn Chủ Lễ sáng ngày 26 tháng 9 là 8,88m. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã gửi công văn hỏa tốc trong chiều ngày 27 tháng 9, đề nghị một số địa phương khẩn trương triển khai ứng phó với mưa lớn, mưa lũ ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Theo đó, từ ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2023, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, từ 200 đến 400 mm, hiện đang mở rộng ra thanh hóa vào một số tỉnh miền núi phía Bắc. Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 đến 28 tháng 9 năm 2023, khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rất to từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ có mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Hà Tĩnh và khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 90 mm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong và sau thời điểm mưa lớn, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ở trong vùng ảnh hưởng triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân. Giả soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét và sạt lở đất sẵn sàng các phương án điều tiết hồ chứa thủy lợi và tiêu úng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp